Đây, mình đang đứng trước cái Vietnam Post này để chuẩn bị đi vào. Thỉnh thoảng kiểu người mình lười nấu cơm ấy. Và hôm nay là... Xin chào mọi người nha. À, mình quay trở lại cái video này một chút. Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ phải chạy ra Việt, gọi là cái bưu điện của Việt Nam để đóng cái tiền phí visa. Và đang đứng trước cửa. Còn sau chồng mình đang chuẩn xách xe đi làm. Đấy, đấy mọi người thấy cái cảnh sinh hoạt ở Việt Nam nó cũng của một anh Tây sống ở Việt Nam cũng như người Việt thôi. Ai cũng phải biết đi xe máy để đi lại cho nó tiện và đi làm. Bởi vì cái khoảng cách từ chỗ làm đến đấy thì thường không quá là xa, như là đến cả trăm cây số như các nước phát triển. Cũng không phải, xe buýt thì ở Việt Nam không phải quá tiện lợi đâu. Để đi xe buýt thì phải dậy sớm mà mệt lắm, ra thành đi xe máy mới thành phương tiện phổ thông. See you later. Bye, can you say bye? Bye. Anh đi rồi mình cũng phải đi. Đây, mình đang đứng trước cái Vietnam Post này để chuẩn bị đi vào và nộp cái phí visa. Nói chung là theo đúng như cái chỉ dẫn ở trên trang web của chính phủ Mỹ chứ không phải đại sứ quán Mỹ nhá. Còn cái lịch hẹn của mình thì họ bảo là tầm tháng 8 mới được đến hẹn, vì vậy mình cũng chỉ quay đến lúc này thôi. Đây này, phải nhìn thấy Viettel Post đi vào đây. Rồi, cùng mình đi vào trong để nộp phí nhá. I don't think that I can pay the deposit for Diva C so fast like that, so quickly. It means that on the Vietnam Post accept that as long as you bring out the paper, they scan the code, that's all. It's very easy, quick. And the price is already indicated in the, when they scan, they can see the fee. It's easy. Giờ thì mình đi ăn làm một bát phở cho bữa trưa luôn. Bây giờ là tầm khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Ăn tầm này thì nó hơi gọi là bữa sáng cũng được mà bữa trưa cũng được. Nhưng mà mình sẽ phải ăn vào tầm này để 12 giờ mình có một lớp tập yoga ấy. Nên là mình cũng phải ăn uống trước 2 tiếng đồng hồ để tránh bị đau đây. Thank you em. Đúng rồi đấy, cho chị thêm cái quẩy nữa. Đây là hàng này hàng quen rồi, vừa là cơm rang, vừa là phở. Ăn đấy cũng được. Nói chung là các em ấy trong làm rất là sạch sẽ. Phở Việt Nam đây, chính hiệu. Ở Việt Nam thì sẽ không nhiều topping, ý là không phải như là các cái tiệm ở nước ngoài là sẽ nhiều thịt đâu, mà là sẽ là ít, thịt nó ít lắm, hoặc là ít thì không hẳn, nhưng mà nói chung là phù hợp với khẩu vị người Việt ít, nhưng là lần nào mình ăn thì cũng phải gọi thêm thịt nữa và ít tinh bột. Thì mình là người theo chủ trương chế độ của ăn theo cái câu là ít tinh bột nhiều thịt đây, bao nhiêu món quả. Một điều nữa là mình đi ăn bao giờ cũng phải có đĩa quẩy. Tất cả mọi món phở ở Việt Nam mình nhưng mà đi ăn không có quẩy thì mình cảm thấy thiếu thốn mất một gia vị. Và bây giờ thì mời mọi người cùng ăn nhá. Và bây giờ cùng mời mọi người ăn phở bữa giữa trưa giữa sáng, chẳng biết gọi là bữa gì luôn. Thỉnh thoảng là kiểu lười, mình lười nấu cơm ấy. Và hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần nên quá nhiều việc, thành ra mình sẽ lại đi ăn quán như này. Một bát phở này mọi người biết bao nhiêu tiền không? Ở Việt Nam thì không thể so với ở nước Mỹ hay là các nước khác được. Giá siêu rẻ. Chưa đến 1.5 đô la nhé. Ở đây là mình ăn thêm, gọi thêm thịt thêm 5.000 tiền thịt nữa thì thành 35.000 đã. Một bát bình thường có 30.000 lần. Ngày xưa nhà mình, mẹ mình bán phở ấy. Còn bán phải đến con chục năm thì phải. Cái gánh hàng phở đấy là gánh hàng gọi là nuôi sống cả gia đình. Cả nhà mình 3 đứa con đi học này. Bố mẹ mình lúc đấy vất vả lắm. 3 đứa con đi học mà chỉ trông vào mỗi một cái gánh hàng nên là cuộc sống nó rất là thiếu thốn ấy. Mang tiếng ở thành phố nhưng mà ở thành phố mà không có tiền thì còn cực hơn là ở quê có đồng có ruộng, chạy ra đồng ruộng bắt được con tôm con cá mà ăn. Chứ ở thành phố không có tiền nó chết. Bởi vì là có đường nhựa thôi, làm gì có ao hồ, ruộng đồng, cây trái gì đâu mà đòi ấy. Đất vàng ở đây.
sống Hà Nội đã đỏ lắm. Nhưng mà chắc là không đắt bằng Sài Gòn đâu. Vì đợt mình thấy vào Sài Gòn nó đắt hơn. Nói thật với các bạn là nếu mà mình có tiền này, mình thích mua mảnh mình đắt gần Hà Nội một tí thôi. Có ruộng vườn, có đại khái là mình sống yên tĩnh ở đấy. Có thể tiếp xúc được internet và có một số đồ mình cần. Sống yên tĩnh, mỗi tội là sống xa thành phố thì sẽ không được không thường xuyên tiếp xúc với kiểu âm nhạc, văn hóa, các cái hoạt động thể thao và giải trí. Thì công nhận là ở Hà Nội hoặc là các thành phố lớn sẽ thích hơn. Ở đâu thì phải âu đấy. Rồi, ngon quá. Tiện thể nói lên là mình chưa bao giờ tự nấu phở được. Bây giờ là rất hâm mộ các bệnh, các chị tự nấu phở ở nước ngoài. Phải nói là các chị siêu giỏi. Mình thích xem vlog của các chị vô cùng, bởi vì nhất là các chị nấu về nấu ăn ở nước ngoài nên rất sáng tạo, bằng mọi cách là vẫn giữ được cái hương vị quê hương nhưng mà vẫn nấu được ăn rất là ngon. Và điều kiện ở đâu được như ở Việt Nam. Việt Nam thì nó rẻ. Không những rẻ mà còn sẵn. Vài bước chân ra khỏi nhà là có quán ăn đủ kiểu. Tuy nhiên sống ở Việt Nam, ở các thành phố lớn phải chấp nhận một vấn đề là Việt Nam mình chưa phát triển được hoàn toàn như các nước tiên tiến. Thành ra có vấn đề ô nhiễm môi trường, nó đang là vấn đề nan giải mà Việt Nam mình chưa thể khắc phục ngay được. Sau khi đi nộp tiền xong thấy yên tâm hẳn đấy. Nộp tiền là phí visa ấy mọi người. Thành ra mình được ăn uống nó cũng thấy dễ chịu, đỡ căng thẳng. Nhân tiện nói luôn, ngày hôm qua hai vợ chồng mình gọi là vất vã điền cái form online của cái gì nhỉ, cuộc xuất nhập cảnh của Mỹ hay sao ấy. Ôi dã man, cứ như là đang ngồi vừa làm xong một cái luận văn tốt nghiệp đại học ấy. Đọc từng câu từng chữ một mà làm không nhanh, trong vòng 20 phút nó time out vẫn là hết giờ, bây giờ lại làm lại. Nhưng mà ở hệ thống của nó có một cái hay là khi bạn điền đúng rồi thì mình có quyền save, có nghĩa là lưu lại. Lưu lại thì mình sẽ làm tiếp các cái trang khác, điền các trang khác cho đến khi đúng rồi thôi. Thật các bạn là hết hồn, đã điền xong nó còn có lúc mạng rồi bình thường, tự nhiên nó cũng không nhận, nó cứ bảo tham ao, mặc dù vợ chồng mình làm chưa đến 20 phút đã xong rồi. Cái trang đấy nó cứ bảo tham ao, nó để qua mãi một lúc rồi lại được. Rồi đến cái khoản up mỗi cái ảnh profile ấy mà cũng khốn khổ. Nó phải là kích thước bao nhiêu. May cho vợ chồng mình là mình là cái đứa hay nghịch ảnh ấy, lại hay sử dụng các phần mềm liên quan đến ảnh một cách đơn giản thôi chứ không phải là cao cấp, nhưng mà đủ để hiểu được là cái ảnh này bao nhiêu, người ta nói cái gì mình hiểu theo thông số ấy. Thế là mình chỉnh được cái ảnh, nếu mà không đúng cái kích thước cũng không upload được cái trang đấy. Cho đến khi điền xong rồi, đến cái đoạn tiền, đến cái tiền cũng thấy nhục, lại phải đi tìm xem là nó ở cái, nó lại phải tạo tài khoản ở trên cái phần thanh toán, rồi cũng điểm lô xích xong, cứ như trả lời các câu hỏi thẩm vấn ở tại là đồn công an ấy. Điền xong cái đấy mình với anh nhà mình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mà các bạn biết là mình điền visa gì không? Mình là điền visa du lịch B2 mà tiền phí không hoàn lại nhá là 160 đô. Mà nó rất là khốn nạn, nó quy đổi cho mình là thành một đô ăn 24 đồng. Mà bây giờ trên thị trường làm gì đến 24 đồng, chỉ 23 mấy thôi. Thành ra lúc mình đi nộp ấy là 3.850.000. Mình chỉ sang đấy 3 tuần để chơi thôi. Còn đâu là lại quay về Việt Nam. Chứ đến giờ phút này hiện tại thì mình không hề có ý định là sẽ nhập cư ở Mỹ nhá. Tương lai thì không biết, nhưng đến giờ thì hiện tại thì chưa. Được rồi, anh giáo viên có công việc ổn định ở đây ấy. Chi phí mặc dù là đắt ở thành phố nhưng mà vẫn rẻ lắm so với ở New York. Nó cũng sống ở đây cũng thoải mái thôi. Thế nên là bảo là về thì Mỹ mà định cư thì mình cũng còn bây giờ là chưa nghĩ thế. Còn sau này nếu mà anh ấy thay đổi ý định mà muốn về dưỡng già hay là về hưu Mỹ hay là thay đổi kế hoạch thì mình theo chồng thôi. Người ta bảo là xuất giá theo chồng mà, xuất giá tòng phu. Lấy chồng rồi thì chồng ở đâu thì mình ở đó, chồng là nhà mà. Vậy em kém đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.
nếu mà ai là người mới thì lại cho em xin một đăng ký kênh với cả một sự ủng hộ, đón share, like, comment. Nói chung là em làm vlog để vui mà, nhưng mà nếu mà được sự ủng hộ thêm mọi người thì nó có nhiều động lực hơn để ra nhiều video có những nội dung khác nhau. Mọi người yên tâm đi, theo dõi kênh của em thì không bao giờ chán đâu. Được cái là đầu em lắm sỏi lắm, nên là lúc nào em có những ý tưởng khác nhau để làm nên video, và rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người lần nữa và hẹn gặp lại. Thank you for watching. See you next week. Bye. Xin chào mọi người nha. Mình quay trở lại cái video này một chút, bởi vì mình có một cái điều này mình muốn nói là mọi người vừa xem cái đoạn video mới ăn phở ấy là đã được quay từ 6 tháng trước. Sau khi mà mình quay xong cái video đó thì 24 giờ sau mình mới truy cập lại hệ thống mạng của Mỹ, thì các bạn biết lịch phỏng vấn của mình đẩy lùi như nào không? Nó đang từ 28 tháng 8 dự tính, mà sau khi mình nộp xong họ mình cập nhật xem hệ thống ấy, thì tận là 24 tháng 10 mình mới được phỏng vấn. Có nghĩa là mình cố tình giữ cái video này cho đến giờ ngày tháng 10 này mình bắt đầu mới gọi là edit để chia sẻ tiếp với mọi người. Vì hiện tại là mình chưa có kết quả được đi Mỹ hay không và phải đợi sau cái ngày phỏng vấn. Tuy nhiên thì mình cũng khá là hy vọng, mình không có vấn đề gì cả, bởi vì mình với anh Larry là kết hôn hợp pháp, không phải là kết hôn giả, thì sẽ được chấp nhận sớm thôi. Với cả những cái cặp đôi kết hôn thật ý, thì người ta phỏng vấn người ta biết, và cái trường hợp như mình thì sẽ là được ưu tiên, được gọi là cấp visa hơn so với các trường hợp phỏng vấn đi du học hoặc là các cái lý gì, du lịch gì đó. Nên là mình cũng khá là tự tin, hy vọng là không có vấn đề gì cả. Hiện giờ thì đến cái giờ phút này thì nhà mình đã phải mua vé máy bay hết rồi, tất cả mọi thứ đều đã phải, nói chung đã xong. Bây giờ chỉ cần đợi là visa thôi và đến ngày là đi. Video về cái chuyến đi của mình Mỹ thì sẽ là, nói chung là mình sẽ phải chia sẻ lâu dài chứ mình không cập nhật hàng ngày được như các kênh YouTube khác, bởi vì thực tế mình phải còn chỉnh sửa, rồi mình còn mất rất nhiều thời gian cái khoản dịch. Mà mình dịch thì không phải như mọi người là cứ Việt Nam mình nói thế nào là viết lên thì Google nó sẽ dịch đúng. Mọi người muốn dùng Google dịch chính xác ấy thì phải gọi là viết lại cái câu tiếng Việt của mình theo đúng ngữ pháp, chủ ngữ vị ngữ, để khi mà tiếng Anh thì cái tiếng Anh nó sẽ chuẩn xác hơn. Sau đấy thì mọi người hãy dùng thêm một cái phần mềm nữa là Grammarly cài trên máy tính và copy cái phần dịch tiếng Anh đấy vào một cái draft email ở trong Gmail ấy, thì cái Grammarly tự động nó sẽ chạy và nó kiểm tra mình xem mình có viết đúng hay không. Nếu bạn trả thêm phí thì nó còn cho nhiều lựa chọn viết hay hơn như người bản địa. Nhưng mà cái phần mềm của mình là không trả phí, thành ra mình dùng nó chỉ nghĩa nó đơn giản và miễn là khán giả vẫn hiểu được thôi. Đấy là chia sẻ của mình vì lý do vì sao mà mình quay video ví dụ có 2, 3 ngày, 10 ngày, thậm chí là 3 tuần nhưng mà mình up đến cả năm không hết video, hoặc là rất là nhiều tồn video mình chưa thể có thời gian mình làm. Đấy là lý do vì sao mình ra video chậm. Thì mong là những ai mà vẫn yêu thương kênh thì đừng bỏ kênh, bởi vì mình vẫn upload, mình cố gắng upload cho nó khoảng 5-6 ngày một video gì đấy, hoặc là nhanh thì 3 ngày, không thì phải 5-6 ngày, thậm chí có lúc mình có việc bận thì phải đến 1 tuần. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình sẽ vẫn up những cái video, short video để mọi người vẫn được theo dõi mình hàng ngày chẳng hạn, cho nó vui. Tuy nhiên có một điều là tất cả các short video mình sẽ không để bình luận đâu. Mọi người nếu mà anh chị xem kênh của mình ấy mà là tương tác, đối tác ấy, thì cứ vào các video dài để lại cho mình để mình dễ quản lý hơn. Và cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh miễn phí, chia sẻ, bình luận, like, đặc biệt big thumbs up để ủng hộ kênh của mình phát triển lâu dài. Cảm ơn mọi người rất nhiều.